Rồi, chào anh em. Bây giờ Sang quay trở lại và bắt đầu hôm nay Sang có những cái sản phẩm mới nữa của Webcell nè, rồi Tone, rồi Episodemon, ha, Anet nè. Bây giờ trước tiên là Sang sẽ giới thiệu cho anh em hai cái bộ này trước đi ha. Hai cái bộ Webcell và Tone. Cái bộ Tone này mình lâu lắm rồi mình không có về đó, cả năm trời á. À, tại vì có đơn đặt hàng của một chú ở Sài Gòn à, cho nên là mình đã đặt thêm để bán. Thật sự thì những cái bộ này nó đắt tiền, chất lượng rất là tốt mà không phải người nào cũng mua ha, cho nên là mình về rất là ít. Khi nào mà cái sản phẩm nào bán nhiều thì mình mới đặt nhiều. Còn cái này thì ngày trước mình bán được 4-5 bộ vậy đó, tới giờ hôm nay thì có anh đặt, có chú đặt nè, cho nên mình đặt về thêm luôn, sẵn đây giới thiệu với anh em luôn. Đây bộ Tone ha, hàng chuẩn xịn, rất là gọn. Tone à, thì cái bộ này là cái gì trong này, thật ra là nó đây mình mở ra xem à. À, làm dễ thương ghê cùng luôn, vô cùng luôn, đã lắm em. Cái bộ này em ghiền, cái bộ này á thích hợp nhất là em biết gì không, là dành cho những mà anh em mà chúng ta chơi xe đạp á, chơi xe đạp thì chơi cái bộ này là ok nhất luôn. À, cái bộ này hình như là đợt cái đợt này nó có cái cải tiến hay sao ta, tức là nó cái số 13 này nè, hôm rồi thì nó cái số 13 này nó không có dập ở cái phần này, cái này là nó dập 13, số 13 đều hết bốn cạnh luôn. Và cái thì là nó có cái cảm giác là nó dài hơn ha. Cũng là model này mà làm như là nó có dài hơn hay sao á, hay là tại mình quên biết lâu rồi, bộ này lâu lắm rồi mình không có nhập về, cả gần cái năm rồi đó, thì đây là dòng số nè, 7 8 10 12 13, và một cái đầu chuyển từ đây anh em cắm vào đây nè, đầu lục giác 6 ly 35, ta cắm vô ta chuyển thành đầu 1/4 đó, gắn đây ha. Vẫn cái này rất là thích hợp cho chúng ta dặn ở những góc hẹp, chặt hẹp, và những anh em chơi xe đạp mắc tiền ha. Đó. Xe đạp nào cũng được, cái này thì mình muốn chơi xe đạp nào cũng được ha. Ngon thì xe đạp đắt tiền sợ hư thì ta mua những cái bộ chất lượng như thế này để chúng ta xài cho nó đồng bộ với không gì chứ đó. Đó. Và bền nữa, những cái bộ rất là dễ thương luôn á, nhìn đã ghê. Thì đây nó có tổng cộng là năm số, và đồng thời đó là nó sẽ có những cái lục giác như là mũi BSB, BS1 nè, BS2 nè, rồi ở đây chúng ta sẽ có mũi dẹp nè, mũi lục giác, mũi qua thị ha. Lục giác thì chúng ta sẽ có là 2.5 3 4 5 6, rồi qua thị thì chúng ta sẽ có T10, T15, T20, T25, T30 đó. Anh em có thể lên website mà anh em đặt hàng ở trên website cũng được luôn ha. Một bộ này thật ra bộ này giá rất là tốt anh em, nếu mình so với một số sản phẩm mà mình đã từng bán ha, từng sai lầm thì cái bộ này là rất là xịn. Tại có những cái bộ mình mua về thì giá rất là đắt tiền nhưng mà mình cảm thấy nó không có xứng đáng, và mình cũng bán xong mình hoặc là mình cũng không có bán nữa. À dạ, bộ này mở khá khó ha. À, tháo này ra khó. Thì cái cành này là cần 1/4 nha, 1/4. À, gắn vô đây. Dễ thương vô cùng. Nhìn nó đã. Hộp nhựa rất đẹp. Hả? À, để trong xe, cốp xe cũng gọn nữa. Bộ này giá của nó 1.4 triệu. Mã đặt hàng của nó là TN0802. TN0802, giá 1.400.000 ha, giá chưa có ship. Tone, hàng nội địa Nhật nha, hàng Japan.
Tony này là hàng chính hãng của nó, hàng mà sản xuất cho tới trường Nhật đó, thì không, anh em không thấy chữ Made in Japan nào nằm ở trên này đâu. Đố anh em kiếm luôn, bảo đảm không có phiên bản nào mà có chữ Japan đâu trên này. Rồi, đó là cái bộ Tony ha. Đọc mã cho ta. TN0802 nha anh em. TN0802. Ủa? 0820 chứ. TN0820 giá 1.4 triệu, giá cho ship. Rồi, tới cái bộ này của Vietcell nè. Bộ này là hãng nó mới ra luôn, 2020 luôn. À, dòng phiên bản 2020. Thì cái bộ này cũng không gì mà khác lạ. Nhưng mà nó đặc biệt hơn cái là cái này nó gắn cho máy bóng vít. Anh em có thể sử dụng máy bóng vít, anh em để sử dụng. Ở đây nó có hai đầu chuyển từ 6 đi 35 sang 1/2. Sang 1/2 ha, sử dụng máy 18V. À, 18V anh em thấy là cái thân ở trên này nè, nó lớn. À, đây là 6 đi 35 và xuống đây là nó bự ra để chúng ta có lực chúng ta vặn, à, không bị cong veo. Đó. Cái này rất là nặng nha, làm rất là chắc luôn, không phải mỏng manh đâu. Thì cái này đó, anh em gắn những cái đầu tiếp này vô, nó nguyên bộ đầu tiếp luôn nè. Gắn vô. À, nếu anh em muốn thẳng như thế này anh em dặn thẳng, còn anh em muốn nó lắc léo đây, ta kéo ra chút xíu, ta sử dụng lắc léo như thế này ha. Đó, đã không? À, sáu cạnh Vietcell 24 ly, đẹp vô cùng. Đây, sáng nay mình nói luôn nè anh em, thấy không? Thường là những cái nào mà nó sử dụng cho máy móc vít rồi đó, tức là cái lực đập nó mạnh, cái lực xoay, lực xoắn nó nhiều đó, cho nên là thường nó hãng nó sẽ thiết kế là 6 cạnh chứ nó không phải là 12 cạnh ha. Thì 6 cạnh nó khi mà nó đưa vô nó sẽ sát hơn rất là nhiều so với 12 cạnh là thường là dùng, anh em thấy là nó sẽ sử dụng bằng tay là đa số sử dụng bằng tay, còn 6 cạnh là thường là nó sẽ sử dụng bằng máy, bởi vì đưa vô cái là nó thích con ốc, đưa vô là nó sẽ nằm 6 cạnh luôn. Còn cái 12 cạnh thì nếu mà cái lực xoắn nếu mà nó mạnh quá có thể là làm tu con ốc ha. Cho nên là thường là những cái nào mà sử dụng cho máy móc gắn cho máy bắn vít, máy hơi rồi thì nó sẽ là 6 cạnh đa số luôn, 6 cạnh. Đó. Ở đây cái đầu về cell này thì nó sẽ cho chúng ta hai đầu, một đầu ngắn và một đầu dài. Ha, đầu dài này thì khoảng 1 tấc, đầu ngắn này nó khoảng 60 ha. Hai đầu, ta muốn sử dụng đầu ngắn thì được, sử dụng đầu dài thì ta sử dụng. À, còn cái số về những cái đầu khẩu này thì chúng ta sẽ có từ 8 nè, 10 nè, 13, 14, 17, 19, 21, 22 và 24 ha. Đây. 1/2 và những cái thông số nè, chúng ta có thể sử dụng cho máy 18V nha. Máy 18V. Giá của một bộ này là 1.350.000. Mã đặt hàng của nó là VE0103. VE0103 giá 1.350.000 ha, 1.350.000. Giá này giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí ship. Rồi, đó là hai cái bộ đầu khẩu và bộ tiếp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em hai cái bộ lục giác hoa thị. Thì cái này mình có giới thiệu rồi, mình sẽ giới thiệu lại của Anet. Cái dòng này Anet này hiện tại là chỉ có bên mình nhập về bán hoa thị. Hoa thị thì hiện nay thì hoa thị được sử dụng rất là rộng rãi nha em. Ngày xưa thì BH2, BH1, BH3 dấu trừ. Thì bây giờ là những cái máy móc bây giờ nó bắt đầu nó chuyển qua sử dụng những cái con ốc đặc biệt như là ba cạnh, vuông, hoa thị ha. Giống như là cái kiểu như là anh em thấy là nó giống như là nó sản xuất trong cái giai đoạn nào đó bao nhiêu năm, cái bắt đầu cái nó hai hạt, cái ông bán ốc chích với ông bán tu vít, ông kết hợp lại vậy đó, ông sẽ cho ra cái một cái mẫu vít mới, sau đó là anh em mua xong anh em sử dụng mấy chục năm gì đó, xong bây giờ anh em sẽ thay, bắt buộc anh em phải thay hết những cái mà mùa cái vít ha, cái vít của mình, tại vì lúc này nó sản xuất ra những cái con ốc mà nó vặn thì lúc này nó chỉ là lục giác nè, hoa thị nè, thì anh em sử dụng ba cạnh cũng vô dụng ha. Anh em để đi, bây giờ nó ra những cái máy móc bây giờ bắt đầu cái con ốc nó thay thế là những cái hoa thị, là những cái sáu cạnh, rồi ba cạnh, rồi những cái đầu vuông nữa, nó có nhiều loại lắm. Đây của thằng này thì đây mình sẽ có hai loại anh em, một cái loại là nó sẽ vắt như thế này và một loại là
gọn như thế này, anh em bỏ túi vì anh em kiếm hay hỏi mình cái bộ này. Và cái bộ này mình nhập về thấy nó tốt quá, đẹp quá, cho nên mình đã nhập về nè, anh em thấy nè. Cái nước mạ làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp luôn ha. Rất đẹp. Mình thấy cái này tốt á, nhưng mà dĩ nhiên là sẽ không bằng phải hàng xịn rồi, không bằng hàng xịn được. Cái này là của Bestone, hàng Nhật Bản, thương hiệu Nhật và sản xuất tại Trung Quốc. Đây. Mã vạch là 499 đàng hoàng nha anh em. Hàng tốt lắm á, của hãng Bestone. Mấy bạn này dán cái mã gì đâu, dán cái bích luôn cái thương hiệu của người ta. Của hãng Bestone ha. Thì ở đây nó sẽ có hoa thị lỗ nha. Cái này là hoa thị lỗ. Tại vì hoa thị lỗ ứng dụng rất là nhiều. Anh em khi ra ngoài mua không có. Ra ngoài mua không có. Hoặc là có nó làm không có được chất lượng như thế này. Mình bảo đảm anh em cầm lên bộ này anh em thích liền. Nó làm cái nước mạ không có mà cái kiểu như mà sơ sài, rất đẹp, chân chu. Thì bộ này giá 195.000 anh em, mã đặt hàng của nó là BT2801. BT2801 giá 195.000 cho cái bộ này ha. Nó có các số nãy mình đọc chưa ta? T10, T15, T20, T25, T27, T30. Đây là những cái số mà anh em sử dụng là dường như là đủ, nhất là những anh em điện lạnh ha. Còn cái này thì hàng Made in Japan. Made in Japan và một đầu á là nó sẽ đầu bằng, một đầu là hoa thị. Hoa thị luôn nha, nhưng mà một đầu lỗ chứ, một đầu lỗ và một đầu bằng, không một đầu có lỗ và đầu bằng. Đó. Thì cái này cũng là các số là từ T10 cho tới T40 ha, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 đó. Cái T là ký hiệu của chữ stock, stock. Chữ stock ha, stock. Stock tiếng Anh là tiếng Hoa thị đó. Đó, ký hiệu chữ T. Rồi, thì cái bộ này giá của nó là 550.000, mã đặt hàng của nó là AN2801. AN2801 giá 550.000 ha. Giá chưa có ship. Thì anh em thấy nhu cầu mà mình vừa xài thì anh em nên mua bộ này. Bộ này mình thấy là rất là tốt. Mình sẽ cố gắng cập nhật thêm cho những anh em người ta cũng muốn mua hàng của mình, nhưng mà có những cái sản phẩm mình giá nó quá cao. Giá quá cao. Mình cập nhật thêm những cái hàng mà nó rẻ tiền hơn tí xíu để cho anh em sử dụng mà hàng nó tốt ha, hàng tuyển chọn là hàng tốt. Rồi, đó là hai cái bộ lục giác mình vừa giới thiệu, và bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em hai cái thước của Ebisu Diamond, thước nội địa Nhật. Đây. Thì đây là hai cái thước. Ở đây có thủy, có từ tính nha. Tại vì anh em thường hỏi mua là mua cái dòng có từ tính không à. Dòng này là thước Ebisu là chuyên về thước thủy của Nhật Bản. Thước nó là nhiều loại thước luôn. Thân nhôm rất là dày nha anh em. Chữ những cái chữ này là nó được là in khắc laser. Lá cờ Nhật Ebisu Diamond. Này sẽ thấy là cái thông số sai số của nó chỉ có 0.35 ly thôi. 9 mét. Đẹp vô cùng. Ở đây nó sẽ có một cái lõm chính giữa như này để khi mình đặt nó trên những cái ống á, nó sẽ không có bị lắc qua lắc lại, nó sẽ không rớt xuống như này. Màu hãng thì nó sẽ là màu đen. Thủy thì xịn rồi, nó trong như mắt mèo. Và nguyên cái này là nguyên một cái lớp thủy luôn nha, nguyên lớp thủy luôn. Hàng xịn thì có cái là em xài á thì nó chỉ mờ cái phần này đi thôi, chứ nó không có bị nứt bể. Cái thằng của Sinhua đó nha anh em, thứ Sinhua nó chỉ có rất là rẻ. Sinhua bây giờ màu xanh á, cái hãng Sinhua mà cái màu xanh á nó dở lắm. Mình thấy là nó cái thủy nó dở, thủy nó xài nó sẽ bị nứt. Còn cái thủy này là bao xài luôn, mình bao xài luôn, xài như nào mà hư te tua tê tả cái thước này, cái thủy này vẫn còn nguyên nguyên, không có nhúc nhích cục kịch gì hết và độ chính xác tuyệt đối luôn. Mà cái này nó tới 3 vạch đây nè. 3 vạch. Thấy không? Made in Japan nha. Hàng chuẩn nội địa Nhật luôn. Có từ tính, hai từ hai bên. Đó. Màu đen, nhìn rất đẹp. Chưa, đã không? Chiều dài của nó là 6 tấc anh em. 6 tấc. Ebisu Diamond Made in Japan.
chất liệu là nhôm, hợp kim nhôm rất là dày. À, thì mình sẽ bán cái sản phẩm này, mình đang tập trung về cái thương hiệu của Nhật, những cái dụng cụ của Nhật. À, sẽ anh em sẽ nghĩ đến, khi mà nghĩ đến đầu Nhật, đầu nghề Nhật thì nghĩ đến dụng cụ 24 nha. À, những cái thương hiệu khác thì mình sẽ loại bỏ bớt đi, loại bỏ từ từ. À, những hiệu như Stabila chẳng hạn, ha. Chất lượng nó cũng ngang ngửa với nhau, mình bảo đảm luôn, ngang ngửa với nhau thôi. Bởi kia thì nó mắc hơn nhiều, bọn cái này thì giá nó tốt hơn được mấy phần trăm, mấy chục phần trăm đó. Cái này giá chiều dài của nó là 6 tấc và giá của nó chỉ có 730 ngàn thôi. Mã đặt hàng của nó là EB1201. EB1201 730 ngàn. Giá chưa ship nha nè, chưa ship. Chiều dài 6 tấc, có từ tính đầy đủ. Đó. Anh em nào thích đang kiếm một cái thước dài đó thì đây, mình đã về cho anh em những cái thước dài 6 tấc và đây là cái thước 7 tấc rưỡi. 7 tấc rưỡi ha. 750 mm y chang như cái kia. Ở đây thì nó sẽ có hai dòng, một dòng là từ tính và dòng không có từ tính. Thì dòng không có từ tính là anh em không có chuộng, cho nên mình đã sử dụng, đã mua cái dòng có từ tính. Ở đây là nó sẽ ba cục từ. Cái này thì 7 tấc rưỡi nè. Đó, cho ông nào thích căng dài đó thì căng dài. Có những cái thứ nó dài hơn nữa nhưng mà mình thấy là 7 tấc rưỡi là vừa rồi. À, cái này giá của nó là 940 ngàn thôi anh em. Chỉ có 940 ngàn thôi. Mã đặt hàng của nó là EB1201. EB1201 giá 940 ngàn. Giá chưa có ship nha. Chưa ship, chưa phí vận chuyển luôn. Đây. Bao xài. Cái thủy này chúng ta có thể mua, chúng ta thay thế được, nhưng mà mình nói á, cái thước này bảo đảm với mọi người xài là nó hư thước, nó hư cái thước chạy chùa rồi lâu ngày nó sẽ sứt cái đầu này ra nè, tại vì chúng ta xài khi ta làm gớt nhiều á, nó sứt cái cục này ra nè. Còn bảo đảm ha, cái cục này á, xài thi thu luôn, chừng nào mua mới thì thôi yên nguyên. Rồi, đó là hai sản phẩm của thước Episodemon, hàng chuẩn Make in Japan, chuẩn nội địa, mình mới vừa giới thiệu với anh em. Anh em đặt hàng thì xin nhắn tin, và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký, bấm like, subscribe, theo dõi kênh để đón xem những video khác ha. À, quên nữa, ở đây nè, ở trên con tem nó sẽ có một cái này nè anh em, chúng ta check mã code ha, bấm vô là nó sẽ mã QR đó anh em. Lấy cái điện thoại, em bấm vô đây nó sẽ nhảy về website của thằng Episodemon để là khẳng định chính hãng á. Rồi, chào anh em, chào cả nhà nha.